Xin chào các bạn, hôm nay tôi Trinh thay đất của xứ Thái trong từ hột. Trồng vào một cái ly, nó phát triển ra một chồi non đây, một chồi non đây. Trước đó tôi Trinh đã cắt ngang đây rồi, hôm nay thay nó, cỏ nó mọc tùm lum hết đất, để xem coi rễ trong nó ra thôi. Sao trồng vào một cái bọc, để vào một cái ly. Cây rau cần cua mọc nhỏ nhí trên này. Cái rễ nhí đó là những cái rễ của cây cỏ. Rễ nó rất tốt, không có bị hư. Trinh trồng trực tiếp vào thay đất mới. Tôi Trinh rửa rễ sạch rồi, nên như trồng trực tiếp vào một cái chậu muỗng nhỏ. Tôi Trinh sẽ cắt cái chỗ này cho nó ngắn bớt để nó đâm chồi mới. Chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Củ xứ Thái này sau khi tôi Trinh thay đất hôm nay cũng được 41 ngày rồi. Mà trước khi mà tôi Trinh thay đất đó, thì nó đang có nụ hoa rất là nhỏ. Sau khoảng thời gian 41 ngày thì khoảng 10 ngày trước nó, cái hoa nó có hai nụ mà nó nở hết một nụ, nó cái nụ này nó rớt rồi, hết một nụ rồi. Nụ này thì nó đang nở, trước đó khoảng 8 ngày nó đã nở rồi. Tôi Trinh có thời gian quay lúc mà nó bắt đầu búp nụ, nó nở dần nở dần. Sau khi nó nở xong mình thấy hoa nó màu hường, màu hồng nhạt, nó sắc màu nó riêng, nó có mỗi một hoa nó có màu sắc riêng của nó. Thì hôm nay tôi Trinh phát hiện ra ở khúc này tôi Trinh cắt thấy nó bị chỗ này nó bị hư, nó vàng lên tới đây, vàng đi. Thì hôm nay tôi Trinh lấy cắt nó, bỏ cái khúc này ra. Trong thời gian thay đất thêm phân thì cách khoảng 5 ngày thì tôi Trinh xới đất lên. 5 ngày thì xới đất, tưới ẩm ướt, đất nó ẩm ướt. Hôm nay đất nó vẫn còn ẩm ướt, tôi Trinh hôm nay không có tưới,
để giữ nó. Cái khúc này thì nó bị hư, tôi chinh cắt nó. Không biết sao mà nó chỗ này nó bị vàng đi, nó hư. Cái hoa này nó nở rất là lâu, hôm nay cũng được 8 ngày rồi mà hoa nó vẫn còn nở. Nó bị dập, nó hư, cái khúc này hư. Ở phía bên này thì nó không hư, nó vẫn chảy mủ nửa bên, nó còn thêm một chút. Tới khúc này nó hết rồi. Sau khi mình cắt xong mấy khúc này nó hết hư rồi, nó mủ nó chảy ra. Chinh chùi, dùng giấy chùi cho nó khô, khô mủ. Sau đó tôi chinh dùng keo liền da để bôi vết cắt nó khô, lau cho nó sạch cái vết mủ nó. Tròn rất là đẹp, nó nở một hoa. Màu này nó hồng đặc biệt, nó nhạt, hồng nhạt. Tôi chích để tiếp tục theo dõi, để trong thời gian nó đâm chồi lên tôi chích tiếp tục quay thêm.